Đôi khi mình nghĩ có ai sử dụng chuột bằng tay trái không? Ý mình là nhìn tận mắt ngoài đời thấy cầm tay trái sử dụng chuột á. Mình thì hồi đầu cũng không tin đâu, cho tới khi mình thấy thằng bạn mình nó cầm. Và đó cũng là cái lần đầu tiên mà mình nhìn thấy cái con chuột này, Pusa X2. Và cái form của con chuột này khi bạn cầm tay trái nó cũng thoải mái y như là cầm tay phải luôn. Giới thiệu với các bạn, đây là Pusa X2 Oret, một con chuột màu đỏ. Mình thích màu đỏ mà, mình thích siêu nhân đỏ. Em ơi, cho anh cái áo màu đỏ đi. Bữa nay không mặc áo màu đỏ được, mặc áo màu đỏ nó nổi hơn con chuột thì sao? Hi, xin chào, mình đã quay trở lại. Mình là Giao Heo đây, Giao Heo nha. Hôm bữa tôi gặp mấy ông fan của tôi á, mà mấy ổng gọi tôi là anh Gia Heo. Không, mình không phải Gia nha. Giao là Giao nha các bạn, Giao Heo nha, không phải là Gia Heo. Ok. Đa phần những cái con chuột trước đây mình sử dụng nó khá là to và cái lưng của nó gù gù. À, cái câu chuyện là như thế này. Cái bàn tay của mình á, nó rất là bự, nhưng mà cái ngón tay mình lại ngắn nha. Đây các bạn, nếu mà so các bạn ra ngoài coi thì cái bàn tay của mình nó nhỏ xíu à. Với những cái con chuột mà hiện tại nó gù á, khi cái bàn tay của mình cầm lên như thế này thì cái ngón tay của mình nó gần như là nó với không có tới các bạn. Các bạn nhìn nè, nó gần như là cái cách cầm tay của mình là như thế này. Mình không có cái kiểu, cách sử dụng chuột của mình thì nó không phải cái kiểu mổ cò như vậy các bạn, mà mình để tay nó mình nằm lại như thế này. Bởi vì mình sử dụng nó khoảng thời gian dài cho nên là mình co là vậy, mình sẽ rất là mỏi, mình sẽ muốn nó nằm như thế này và tay mình không với tới. Tới lúc mà mình nhìn thấy Pusa X2 thì đây là một cái con chuột với cái form của nó cân bằng lắm luôn các bạn, nó đều hai bên và cái gù của nó cũng vừa phải thôi. Sẽ có nhiều bạn nói trên thị trường có nhiều con chuột mà nó làm phẳng phẳng, mà ví dụ như cái con chuột này. Không, không phải con chuột đó đâu. Cái con chuột của Apple á, nó quá thấp đi. Đúng là nó vẫn là lài đó, nhưng mà nó quá thấp đi. Khi mà mình sử dụng á, thì cái lực của mình nó tì vào bên trong cái con chuột đó rất là nhiều. Và dẫn tới đó là gì? Nó làm cho mình bị mỏi. Khi mà mình sử dụng chuột Apple, mình bị mỏi và thậm chí nó gây cho mình stress nhiều hơn. Khi các bạn làm việc ở cái nhịp độ cao mà cái sản phẩm của các bạn nó không có đáp ứng được, thì cái lúc này đây á, bạn sẽ bị stress hơn rất là nhiều. Và nó sẽ làm giảm cái khả năng sáng tạo của các bạn. Đây là con chuột mình hay sử dụng. Còn đây là Pusa X2. Cái con chuột này các bạn thấy nó sẽ hiệu chỉnh cho cái tay người bên tay phải nhiều hơn. Đó, nó cầm như thế này. Vậy thì cho tay trái thì sao? Và cái cảm giác cầm bên tay trái hay là tay phải cũng giống nhau luôn. Ngoại hình xong, bây giờ nói về cái chất lượng cấu thành nên cái con chuột này. Cái nhựa của nó chúng ta cầm chúng ta không cảm giác rẻ tiền. Nó cũng nhám đấy, nhưng mà nó lại không nhám bằng những cái con chuột, ví dụ như con Razer này của mình. Khi các bạn cầm lên các bạn sẽ thấy cái độ nhám của con Razer nó sẽ nhiều hơn. Không bám mồ hôi tay, không bám vân tay, và chúng ta sử dụng nó sẽ thoải mái hơn. Chúng ta sẽ không bị nhớp nháp, chúng ta sẽ không bị khó chịu. Ở phía mặt sau của con chuột thì nó có lỗ hình chữ X. Cái này thì cái câu chuyện là nhiều bạn sẽ nói là nó sẽ bị vào bụi hay là nó sẽ bị côn trùng vào. Khi mà mình sử dụng thì con chuột nằm ở phía dưới, và các bạn hiểu rồi, bụi thì nó thường là nó sẽ, bụi nhẹ thì nó sẽ bay lên, mà bụi nặng thì nó sẽ rớt xuống dưới. Chứ như thế này thì nó lại không lọc bụi nhiều đâu. Còn nếu như các bạn muốn vệ sinh thì các bạn chỉ cần lấy cái xịt đó, các bạn xịt là nó sạch thôi à. Mình đã xài nó được tháng rồi đó, và mình thấy vẫn ngon lành và không có một tí bụi nào luôn. Vẫn đẹp và cực kỳ sạch luôn. À, fit thì được làm từ 100% PTFE. Nghe thì có vẻ hóa học thật, nghe có vẻ chuyên hóa không? Nhưng chúng ta có thể gọi nó là Teflon. Dẻo và vô cùng là linh hoạt. Tức là khi các bạn di chuột thì nó sẽ rất là trơn và sướng. Cùng với đó, cái cân nặng của con chuột nó chỉ có khoảng là 56g thôi. Với những bạn sử dụng chuột ở thời gian dài thì các bạn sẽ cảm thấy rất là khỏe, không bị mỏi tay. Thử tưởng tượng bạn làm việc 8 tiếng mỗi ngày với một con chuột nặng coi. Ấy chà, cái tay của các bạn nó mỏi nhất luôn đó. Sẽ có nhiều bạn gặp trường hợp đó là cái cổ tay của các bạn sẽ bị đau nhất trong thời gian dài luôn. Đá ngược lại, nhiều năm trước đây thì thực sự mình còn không quan tâm là cái con chuột của mình nó đang sử dụng cái switch gì luôn các bạn ạ. Chỉ cần là nó bền là được rồi. Nhưng sử dụng tới lúc này thì mình mới thấy cảm giác bấm của nó rất là đã nhất từ trước tới giờ mà mình sử dụng.
Vậy tới những anh em chơi game thì sao? PUSA với cảm biến là PAVW3395. Đây là cái cảm biến xịn nhất của hãng luôn. Quá ngon rồi. 26.000 dpi, 650 IPS và 50g acceleration. Chúng ta còn có công nghệ motion sync. Nói đơn giản, nó sẽ đồng bộ cái thao tác chuột của các bạn một cách chính xác hơn rất là nhiều. Việc mà chúng ta sử dụng chuột để giao tiếp với máy tính giờ đây nó sẽ chính xác hơn. Còn với mình thì mình lăn chuột đọc truyện tranh thôi, cho nên không có nhạy gì nhiều đâu. Không những thế, chúng ta còn có phần mềm để hiệu chỉnh cái con chuột này một cách hợp lý với chúng ta nhất. Giao diện sử dụng thân thiện, hiệu chỉnh được rất nhiều tính năng. Rõ ràng là mình thấy PUSA họ rất hiểu về cảm giác của người dùng, cách mà người dùng chơi game hay làm việc. Như thể họ đặt chính bản thân mình vào người dùng vậy. Nhẹ nhàng nhưng chúng ta vẫn tích hợp pin vào bên trong này. Và với 100% pin, bạn có thể sử dụng nó được đâu tầm đó một tuần. Một con chuột nhẹ đôi khi chuyển qua từ một con chuột nặng sẽ có chút khó khăn, nhưng giống kiểu Son Goku tháo bỏ tạ khi luyện tập vậy. Nó sẽ nhanh và linh hoạt hơn rất là nhiều, nhưng cảm giác nó sẽ không quen, đúng không? Đúng rồi, bản thân lúc mà cởi tạ ra Son Goku cũng không quen lắm, bởi vì nó quá nhẹ đi. Nhưng rồi bạn cũng sẽ quen thôi, vì cái cảm giác cầm nắm khi sử dụng rất là hợp lý. Và khi bạn làm việc hay chơi game ở tần suất cao, bạn sẽ thấy có một con chuột nhẹ, thoải mái, nó quan trọng như thế nào. Ấn tượng đầu tiên của mình với PUSA là nó mắc quá trời quá đất luôn các bạn. Thật sự luôn. Trong cái cuộc đời của mình sử dụng, mình có sử dụng bàn phím cơ, giá mắc tiền có luôn. Nhưng mà với mình con chuột từ đó tới giờ là con chuột với mình là nó đâu nằm khoảng cỡ vài trăm ngàn tới 1 triệu thôi các bạn. Nhưng mà lần đầu tiên mình cầm con chuột mà nó tới 2 triệu mấy luôn các bạn. Con chuột máy tính 2 triệu mấy. Và mình là giao heo, mình rất tò mò về những sản phẩm công nghệ mới. Hãy theo dõi mình để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những cái mẫu sản phẩm công nghệ độc đáo hơn nữa nhé. Tạm biệt, bye bye.